Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau Mỹ người Việt tại Pháp biểu tình chống Tô Lâm. Ngày 6 tháng 10, thông tính viên Tường An của AFP tiếng Việt cho hay, người Việt tại Pháp biểu tình phản đối ông Tô Lâm trước công trường Salvador Allende. Theo đó, gần 100 người Việt đã tập hợp tại công trường Salvador Allende, quận 7 Paris trong ngày 5 tháng 10. Để phản đối Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đến Pháp dự hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 tại Paris. Và đây là hình bản tin trên AFI. Thông tính viên AFI cho biết, cuộc biểu tình kéo dài từ 3 giờ chiều và chấm dứt vào 6 giờ chiều cùng ngày, có sự tham gia của các cư dân Pháp gốc Việt sống tại Paris, Marseille ở Pháp và các nước khác như Đức, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và cả Hoa Kỳ. Ông Lâm Hoàng Tùng đến từ Marseille, Pháp nói với thông tính viên AFA tại Pháp rằng Tôi là đại diện người Việt tự do, vùng miền nam nước Pháp. Sở dĩ tôi đến đây nhân dịp này là để yêu cầu chính phủ Pháp bắt buộc Tô Lâm phải thả những người tù nhân lương tâm đang bị cầm tù tại Việt Nam và yêu cầu Tô Lâm tôn trọng những gì đã hứa trong vấn đề nhân quyền. Theo AFA, đến cuộc biểu tình từ nước Đức, ông Phong cho biết ông cùng chung với đồng bào đến đây không ngoài mục đích đấu tranh cho tù chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam và tố cáo cho thế giới biết rằng Tô Lâm là người thường bắt cóc những người tị nạn Bình Đức. Thông tính viên Tường An dẫn lời ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Công đoàn Người Việt Tị nạn Cộng sản tại Hà Lan, người tham gia góp tiếng nói trong cuộc biểu tình cho biết rằng Tôi và một số bạn hữu cộng đồng đến đây để hô vang khẩu hiệu cho những người qua đường biết được về sự đàn áp nhân quyền ở Việt Nam như thế nào. Và đây là hình cuộc biểu tình của người Việt tại Paris ngày 6 tháng 10. Điều đáng nói là cuộc biểu tình của người Việt trong ngày 5 tháng 10 cũng có tiếng nói của bà Jenny Vidi, ủy viên hội đồng thành phố tại Paris, phụ trách ủy ban quan hệ quốc tế của hội đồng thành phố. Thông tính viên AFA dẫn phát biểu của bà nói rằng Tôi muốn nói thêm một điều quan trọng nữa là chúng ta đang đứng tại công trường Salvador Allende. Đây là một địa điểm rất quan trọng Chúng ta đang đứng dưới cửa sổ của tòa đại sứ Chile, cách đây 51 năm, tổng thống Salvador Allende đã bị Pinochet giết. Người dân Chile đã đấu tranh trong vòng nhiều năm để lật đổ chính quyền khủng khiếp của Pinochet. Và tôi chúc cho các bạn, những người Việt Nam cũng sẽ như những người dân Chile, đánh đổ được chế độ độc tài của các bạn. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Paris vào tối mùng 3 tháng 10 để tham dự hội nghị cấp cao khối Pháp ngữ. AFA dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam được tờ tuổi trẻ loan tải. Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, ngày 5 tháng 10, giờ Pháp, ông Tô Lâm đã chính thức tham dự các phiên họp và có bài phát biểu quan trọng. Và đây là hình cuộc biểu tình của người Việt tại Mỹ chống Tô Lâm ngày 22 tháng 9. Đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ 5 của ông Tô Lâm kể từ khi lên nắm các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hồi đầu tháng 8 năm 2024 sau các chuyến đi đến Trung Quốc, Mỹ, Cuba và Iceland. AFA cho biết thêm, theo thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Việt Nam đang giam giữ hơn 160 tù nhân chính trị. Còn theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, thì có hơn 250 tù nhân lương tâm đang bị cầm tù ở Việt Nam. Trong khi đó, Hà Nội luôn khẳng định không giam giữ tù nhân lương tâm mà chỉ có những người bị kết tội hình sự. Trước đó, ngày 22 tháng 9, cũng có khoảng 100 người gốc Việt đã tập trung biểu tình phản đối ông Tô Lâm trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York ở Mỹ. Đây là những người đến từ một số tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và từ thành phố Toronto, Canada. Bản tin ngày 23 tháng 9 của AFA cho hay, những người biểu tình cầm các biểu ngữ bằng tiếng Anh như sau. Nhân quyền cho Việt Nam, chứ không phải bò giác vàng cho Tô Lâm. Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm là một tội phạm bắt cóc người. Việt Nam là một nhà nước công an trị dưới trướng của tướng Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sao Mỹ, người Việt tại Pháp biểu tình chống Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ và trực diện vụ tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công. Ngày 5 tháng 10, BBC tiếng Việt bình luận, Trung Quốc hành hung ngư dân Việt Nam, phép thử ngoại giao cho ông Tô Lâm. BBC cho biết, Mỹ, Anh, Canada, Úc, Philippines đồng loạt lên án việc lực lượng chấp pháp Trung Quốc đánh bị thương, tịch thu tài sản ngư dân Việt Nam vào ngày 29 tháng 9. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu đích danh tên Trung Quốc trong tuyên bố được đánh giá là mạnh mẽ và thẳng thắn hơn những lần trước, gọi cách đối xử của Trung Quốc đối với người dân là thô bạo vào tối ngày 2 tháng 10. BBC lưu ý, những ngày gần đây, báo chí nhà nước Việt Nam cũng đăng một số bài viết về những hành động nguy hiểm của hải cảnh Trung Quốc lên án hành động tấn công người dân Quảng Ngãi, gọi đây là hành động phi pháp. Và đây là hình bài trên BBC. BBC nhắc lại, Hải chiến Hoàng Sa vào năm 1974 là một dấu mốc quan trọng khi Trung Quốc hoàn thành việc chiếm hữu trên thực tế đối với quần đảo này sau một trận chiến ngắn ngủi với Việt Nam Cộng hòa. Trận hải chiến cách đây hơn 50 năm đã giúp Trung Quốc tạo lập những tiền đồn vững chắc, từ đó để mạnh các yêu sách của họ trên biển Đông. Cũng từ đó, biển Đông trở thành một trong những nơi rất dễ phát sinh xung đột. BBC cũng cho biết cho đến nay, Trung Quốc không có tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ việc trên, ngoại trừ phần trả lời một hãng tin quốc tế vào ngày 1 tháng 10. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, các tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép và các cơ quan chính quyền Trung Quốc hữu quan đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn. Bộ ngoại giao Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến vụ tấn công ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, BBC dẫn nhận định của một tổ chức nghiên cứu Biển Đông có trụ sở tại Bắc Kinh viết trên trang X đổ lỗi cho các ngư dân Việt Nam vì đã dùng dao, chĩa, gậy gọc buộc hải cảnh Trung Quốc không có nhiều lựa chọn nhẹ nhàng. BBC bình luận vụ tấn công ngư dân này diễn ra trong bối cảnh sau khi Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8. Trong cuộc hội đàm giữa ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình ngày 19 tháng 8 hai bên khẳng định vấn đề kiểm soát giải quyết các bất đồng trên biển đông giữa việt nam và trung quốc là một trong những vấn đề hàng đầu và đây là hình một tàu cá việt nam bị tàu trung quốc đâm chìm bbc cho rằng cách tiếp cận của việt nam đối với vấn đề trung quốc rất khác philippines việt nam luôn có các tuyên bố mang tính khuôn sáo tránh đề cập trực tiếp tới trung quốc trong các vụ việc mà việt nam không phải là nạn nhân của họ giờ đây khi philippines đã lên án trung quốc mạnh mẽ trong vụ tàu cá Quảng Ngãi bị tấn công, thể hiện sự sát cánh với Việt Nam. Đây có lẽ cũng là điều khó xử cho Việt Nam trong tương lai, trong một kịch bản giả định là tàu Trung Quốc có hành vi tấn công tương tự đối với tàu cá của Philippines. BBC trích đánh giá của giáo sư Alexander Vung Viên từ Hoa Kỳ viết trên mạng xã hội X vào ngày 3 tháng 10 cho rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam lần này mạnh hơn so với quá khứ. Trung Quốc không vui với tân lãnh đạo của Việt Nam và ông cũng ít hữu hảo hơn với Trung Quốc, giáo sư Vung Bình nhận định. Theo BBC, có thể thấy, sau vụ Trung Quốc hạ đạt dàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014, Việt Nam đã có những bước đi thận trọng trong quan hệ song phương, đôi khi tránh gọi đích danh Bắc Kinh trong các vụ ngư dân bị tấn công, thay vào đó gọi là tàu lạ, tàu nước ngoài, đồng thời đảm bảo ổn định chính trị trong nước. Nhưng lần này, Hà Nội đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, rõ ràng, trực diện, BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Bill Hayson từ một viện nghiên cứu ở Anh viết trên X rằng Việt Nam có thể dễ dàng che đại chuyện này, nhưng họ đã phát đi thông điệp chống Trung Quốc mạnh mẽ và rõ ràng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ và trực diện vụ tàu cáo Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.